Anh Thắng, bên ngoài có người phục kích. Ra ngoài coi đi. Đừng mới ra đi. Thì ra con khốn này còn sống sao? Thì ra mày muốn phục kích tao. Mau hạ gục nó đi. Dạ. Bên ngoài sao rồi? Không ra được, đi cửa sau. Bỏ vô đi. Nếu tôi chết, tôi nghĩ cô phải lót xác cho tôi. Nếu như anh chết, chúng tôi có thể cầm vài khẩu súng đã có thể giải quyết. Bây giờ anh còn cảm thấy tôi phải lót xác hay không? Tôi nói cô không đành lòng giết tôi rồi mà. Đương nhiên rồi. Anh tốn nhiều thời gian của tôi, tôi làm sao đành lòng để anh chết dễ như vậy được. Cô muốn gì chứ? Máu sẽ từ từ chảy ra. Bản thân anh ở dưới biển, vết thương không dễ lành lại. Vài ba tiếng thôi. Sau vài ba tiếng, máu của anh sẽ chảy đến cạn. Còn không thì anh có thể từ từ thử bơi vào bờ đi. Có thể không cần đợi lâu quá. Cô hù tôi sao? Ở đây nổi tiếng có rất nhiều cá mập. Hay là để trời quyết định khi nào anh chết đi. Chạy đi. Cô không thể giết tôi được. Nếu cô giết tôi, không ai có thể ngăn chặn vụ giao dịch đâu. Tôi nói bây giờ anh có thể lấy cái anh cần rồi. Thủ đoạn tàn nhẫn vậy, có chuyện không vui với chồng cô sao? Nói tới thủ đoạn so sánh bằng anh. Anh biết rõ gã tạp hóa ở đó còn cố tình lừa chồng tôi dẫn tôi đi. Tôi giúp cô thôi. Tôi thấy cô giấu tới giấu lui, giấu khổ sở như vậy, sợ cô xảy ra chuyện. Rõ ràng là anh muốn chồng tôi nhìn thấy tôi nổ súng giết người. Cô có nhìn thấy lúc nãy cô tàn nhẫn cỡ nào không? Tôi tưởng đâu xe chính của ngày trước đã về rồi. Cô có biết tại sao cô làm được không? Bởi vì cô không còn vướng bận gì nữa. Cô không cảm thấy người nhà của cô làm vướng bận cô sao? Anh nói đúng. Bây giờ tôi không còn vướng bận gì nữa. Cho nên nếu như còn có lần sau thì anh đừng trách tôi. Hàng của gã tầm quá quốc tế đã chuyển tới rồi. Nó nằm trong xe container đằng trước. Cho người xuống coi thử đi. Rồi đi nhà khoa học nước ngoài tới đó kiểm tra. Chưa chết, tôi đâu dám chết. Mau giao chất độc VT ra đây. Xe chính, hướng 3 giờ. Chạy đi.
cũng may lần này mặc áo chống đạn thôi. Tuy lần này không bắt được Adam, nhưng hai người đã ngăn cản được cổ giao dịch với gã tạp hóa quốc tế, lại bắn nhà khoa học nước ngoài đó bị thương. Hành động truy bắt Adam này coi như đã thành công được một nửa. Chỉ cần anh chịu hợp tác với chúng tôi, chấm dứt giao dịch với Adam, anh sẽ không cần làm bữa ăn cho cá mập nữa. Khoan đã, mặc cho vụ giao dịch này tiến hành. Tại sao? Tôi muốn bắt Adam. Rõ ràng chúng ta có đầy đủ kế hoạch, tưởng đâu đã nắm chắc phần thắng. Chỉ tại bản thân mấy năm qua bị thụt lùi, đánh không lại cổ, luôn cả bắn cũng không nhanh bằng cổ. Adam là đặc công đỉnh nhất, cô có thể ngăn cản được cổ cũng được lắm rồi. Thì ra yêu cầu của anh thấp như vậy sao? Có lẽ tạm thời Adam không có đầy đủ chất hóa học để tiếp tục sản xuất chất giải độc nữa. Nhà khoa học nước ngoài này không chết cũng sẽ bị trọng thương, Adam cũng sẽ rất khó ăn nói với lại lỗ đen. Nếu hai người là Adam, bước tiếp theo sẽ làm gì? Nếu tôi là cổ, tôi sẽ tìm một hướng khác để mua nguyên liệu hóa học. Tôi thì cảm thấy trước khi bị lỗ đen truy sát, cổ sẽ tìm chúng ta trả thù trước. Cũng có thể cùng lúc tiến hành hai chuyện này. Sao cũng được, cho dù cổ không tìm chúng ta, tôi cũng sẽ tìm cổ. Cố gắng đi, uống hết nước trước đi. Đứng lại. Đừng nói là bây giờ cô tập tới mệt mỏi, cô ở trạng thái tốt nhất cũng đánh không lại tôi. Đánh anh cứu này là do anh bị ổi. Đúng ra tôi có thể đưa chồng tôi đi trước, ai ngờ anh cố tình nổ súng tạo sự chú ý cho gã tập quá, buộc tôi phải ra mặt trước mặt chồng tôi. Anh vô sĩ! Bây giờ cô tức giận có hay hơn không? Món nợ này tôi sẽ từ từ tính với anh. Anh không chỉ phá hoại hôn nhân của tôi, anh còn phá hoại niềm tin giữa tôi và anh. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không còn là bạn nữa. Cô có thể làm C9 thật sự, nên cảm ơn tôi chứ.